Tiểu Vi Diện cất tốc dự sự kiện. Hoa hậu Tiểu Vi Diện trang phục hở eo, tự tin khoe vóc dáng tại buổi giới thiệu chương trình Leisure VIP Việt Nam mùa 2, diễn ra tại Nha Trang tối ngày 14 tháng 6. Tiểu Vi là một trong 10 thí sinh tham gia show truyền hình thực tế Leisure VIP Việt Nam, hành trình kỳ thú mùa 2. Xuất hiện tại buổi khởi động chương trình tối ngày 14 tháng 6, người đẹp khoe eo thon khi diện crop top kèm chân váy ngắn kiểu nữ sinh, gương mặt thường trực nụ cười tươi tắn. Hoa hậu Việt Nam 2018 thừa nhận chưa giỏi bằng các đối thủ trong việc thực hiện video, nhưng cô quyết tâm chinh phục thử thách. Khi tham gia chương trình, tôi sẽ cố gắng hết sức, vận dụng toàn bộ năng lực của bản thân. Tôi tự tin rằng mình là một nhân tố có thể đi sâu. Trả lời ngôi sao về lý do tham gia show, Tiểu Vi nói, tôi đã theo dõi chương trình mùa trước và rất thích thú với những hoạt động trong đó. Bản thân tôi là người ưa trải nghiệm, thích khám phá văn hóa, du lịch và ẩm thực nên không thể bỏ lỡ lời mời. Ngoài ra, tôi mong muốn được kết nối cùng nhiều người bạn mới, góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chị đẹp Linh Ly cũng là gương mặt gây bất ngờ trong dàn thí sinh năm nay. Cô chọn phong cách thanh lịch với bộ đầm đen bất đối xứng. Nữ ca sĩ cho biết mình được 9 thí sinh còn lại hỗ trợ, giúp đỡ ngay từ lúc khởi quay nên cảm thấy hạnh phúc. Với cô, đây không phải một cuộc đấu mà là trải nghiệm đáng nhớ khi khám phá các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Đó là chất liệu tốt để cô đưa vào những sáng tác của mình. Chương trình còn có sự góp mặt của Tín Nguyễn, diễn viên gây chú ý gần đây nhờ vai Tư Thắm trong phim Lật Mặt 7, một điều ước của đạo diễn Lý Hải. Theo ghi nhận từ Box Office Việt Nam hồi đầu tháng 6, dự án này thu về hơn 460,4 tỷ đồng, vượt Nhà Bà Nữ để trở thành phim có doanh thu rạp cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh Việt. Tín Nguyễn hiện có 6 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Riêng VB là một hot TikToker với hơn 13 triệu lượt theo dõi. Thông qua hành trình kỳ thú mùa 2, cô muốn đưa hình ảnh những người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội tới gần hơn với khán giả và định hướng đó là một nghề nghiêm túc, mang lại thu nhập cho mọi lứa tuổi. Diễn viên Trần Nhậm được biết đến sau khi tham gia show Hẹn Hò Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Anh có chiều cao 1,8m, gương mặt được nhận xét điển trai, cuốn hút. Thủng Long Family là tên gọi của cặp vợ chồng trẻ sống tại Hà Nội, Trần Tụ Long, Thủng và Phan Tuyết Nga, Bom. Số lượt theo dõi của họ cán mốc 4 triệu. Người nhận Neum tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, có 2 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Không chỉ là một người sáng tạo nội dung, Kiếp đang còn hoạt động tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Liêu Thư ghi dấu ấn riêng nhờ phong cách cá tính, đậm tinh thần phương Tây. Leisure VIP Việt Nam, hành trình kỳ thú mùa 2 sẽ có một tháng ghi hình tại Việt Nam và Hàn Quốc. Chương trình dự kiến phát sóng trên các nền tảng số vào trung tuần tháng 9. Show truyền hình thực tế lên sóng mùa đầu tiên năm 2023 với 7 đội chơi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Philippines, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Loan. Dàn thí sinh đã có những trải nghiệm thú vị tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, Hạ Long. Tại mỗi điểm dừng chân, họ phải hoàn thành các nhiệm vụ gây cấn, đồng thời sáng tạo nội dung video ngắn nhằm thể hiện cá tính riêng của mình và quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam. Chương trình mùa đầu được trao giải Best Reality Variety thuộc khuôn khổ Asia Content Award Global Oak Award tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2023. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.